Và cũng trong sáng nay ngày 21 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Đến dự hội thi có Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Quang Nhân, Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội thi. Tham dự hội thi dân vận khéo có 180 thí sinh thuộc Trung đoàn 738 Ban Chỉ huy Quân sự 15 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đơn vị sẽ tham gia giới thiệu về cơ quan đơn vị địa bàn, thi kiến thức và xử trí tình huống. Riêng phần thi tiểu phẩm với hình thức sân khấu hóa, các đội dự thi tuyên truyền hoặc tái hiện lại nội dung hay tình huống dân vận khéo, cụ thể, thực tế trong cuộc sống đã được giải quyết, xử lý thành công tại cơ sở, địa phương, cơ quan đơn vị, có hiệu quả, có sức lan tỏa. Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tham gia với tinh thần tích cực, thi đua quyết tâm đạt hiệu quả cao, góp phần để hội thi dân vận khéo thành công. Hội thi là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt.